Ngày 17 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá đối với Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hải Châu 1 và chính quyền địa phương của quận Hải Châu, phường Hải Châu 1 về sơ kết một năm xây dựng thí điểm Công an phường Hải Châu 1 điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và an ninh đô thị. Ngay từ khi có chỉ đạo của Bộ Công an phường Hải Châu 1 đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương tham gia hưởng ứng ủng hộ. Với 7 nhóm công tác, 23 bộ tiêu chí được đặt ra, đến nay công an phường đã cơ bản hoàn thành. Những mô hình như mỗi lần đến nhiều niềm vui, 3 trong 1, 4 tại chỗ được công an phường triển khai sâu rộng, nhận được sự hài lòng, khen ngợi của nhân dân. Bộ máy tổ chức và cơ sở vật chất của phường cũng được quan tâm, trang cấp theo đúng tiêu chuẩn của phường kiểu mẫu. Các đơn vị đã tập trung thảo luận và chỉ ra những đổi thay khi xây dựng mô hình phường kiểu mẫu và đề xuất các biện pháp khắc phục các bất cập trong thời gian đến. Thiếu tướng Tráng A Tủa đánh giá cao sự nỗ lực của Công an thành phố, Công an quận Hải Châu và Công an phường Hải Châu 1 khi đã nhanh chóng chỉ đạo tích cực xây dựng phong trào thi đua sôi nổi, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực. Với mục tiêu chí còn đang thực hiện, Thiếu tướng Tráng A Tủa yêu cầu Công an phường Hải Châu 1 cần chủ động và sáng tạo hơn nữa trong cách thức thực hiện, tránh rập khuôn máy móc, phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân hưởng ứng, hỗ trợ nhiệt tình, lan tỏa ý thức xây dựng đến nhiều địa phương trên địa bàn.